Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh sửa ảnh trên cái ứng dụng CapCut cực kỳ là đẹp nhé. Ta có thể tạo ra những cái bức ảnh đại diện cho cái video hoặc là chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh trên cái ứng dụng CapCut này cực kỳ là hay. Ngày xưa chúng ta phải ghép bằng KineMaster, thế nhưng bây giờ CapCut nó cũng có thể ghép được. Đây chính là một vài cái bức ảnh mình đã tạo ra từ cái ứng dụng CapCut, nhìn khá là đẹp. Đó, ví dụ như là tạo ra những cái bức ảnh đại diện cho video của mình. Đây, hướng dẫn tạo ảnh đại diện YouTube trên bằng CapCut. Đó, ta có thể thêm các cái biểu tượng logo, chữ viết cực kỳ là đẹp. Hoặc là đây, đó, ta có thể ghép ảnh người, hình người, ta ghép lên. Ta có thể chỉnh sửa ảnh, ghép những cái hình ảnh lại với nhau. Ví dụ như ta muốn ghép những ai vào với nhau thành một bức ảnh đều được. Đó, giống như này. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn luôn. Thì các bạn hãy tải ứng dụng CapCut về. Ứng dụng CapCut này nhé. Bây giờ mình sẽ tải về và ta nhấn vào. Đó. Thì ở trên này chúng ta sẽ kéo xuống, ta sẽ nhìn thấy cái phần này. Ta có thể nhấn vào chỗ chỉnh sửa ảnh là 1, xóa nền là 2, hoặc là nâng cao chất lượng ảnh là 3. Ba cái này ta đều có thể chỉnh sửa được. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn vào chỗ chỉnh sửa ảnh đây. Chỉnh sửa ảnh nhé, ta nhấn vào. Bây giờ ta sẽ chọn tới một cái bức ảnh mà chúng ta muốn ghép, một bức ảnh bất kỳ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như này. Thì sẽ có rất nhiều cách làm, nhưng mà chúng ta làm theo cách nào cũng được. Cách của mình thì nó cũng khá là đơn giản. Bây giờ ví dụ mình lấy cái bức ảnh này đi, mình ghép. Lấy bức ảnh này nhá, lấy bức ảnh của cô này. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào cái dấu chấm tròn đây, nhấn vào và nhấn vào thêm một. Đó, bức ảnh đã được thêm. Thì bây giờ ta sẽ làm như sau. Ví dụ như ta tạo một cái bức ảnh có cái tỷ lệ khung hình là 16:9 thì ta nhấn vào đây, nó có cỡ đây, ta nhấn vào cỡ nha. Ở đây nó có tất cả các kích cỡ để chúng ta lựa chọn, thích cỡ nào chúng ta cũng chọn được. Ví dụ ta thích chọn 16:9, ta nhấn vào, đó là một cái tỷ lệ nằm ngang màn hình. Đó, ví dụ như cái cỡ này ta đăng lên YouTube rất là phù hợp. Và ta nhấn vào dấu tích V này. Tiếp theo ta muốn cái nền hai bên này, hoặc là cái nền để chúng ta tạo ảnh như thế nào thì ta nhấn vào đây. Ta kéo sang cái phần phông nền đây, ta nhấn vào. Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái phông để chúng ta lựa chọn, thích cái nào ta chọn vào. Ví dụ mình cứ thích cái màu hơi xanh xanh như này, ta nhấn vào. Rồi bây giờ mình nhấn vào dấu tích V. Tiếp theo ta sẽ tách nền của người này ra nhé. Tách nền ra, ta nhấn trực tiếp vào ảnh này. Và ở đây nó sẽ có cái phần tách nền, ta nhấn vào tách nền. Đây ta có thể nhấn vào tự động này, nó sẽ tự động nó tách nền. Và ta nhấn dấu tích V. Xong. Bây giờ ta thu, lấy tay ta thu nhỏ lại. Ta đặt vào một cái vị trí nào đó. Đặt vào một cái vị trí bất kỳ. Đây đây là ta đã ghép được hình người lên cái bức ảnh này rồi. Đó. Rồi bây giờ đến cái phần viết chữ. Viết chữ ở đây nó có cái phần văn bản này nhé. Ta nhấn vào văn bản. Ta có thể viết chữ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ viết cái chữ như này. Hướng dẫn. Hướng dẫn. Thì ta muốn làm một cái tiêu đề, một cái bức ảnh đại diện cho một cái video, hoặc là chúng ta làm một cái phông nền ảnh chẳng hạn, thì chúng ta cũng làm tương tự. Bây giờ ta nhấn vào, ta viết chữ hướng dẫn. Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều các cái mẫu chữ để chúng ta lựa chọn nhé. Ví dụ như ta thích cái mẫu này, ta chỉ việc nhấn vào. Đó là nó đã rất là đẹp rồi, chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Nó rất là đẹp. Còn nếu như chúng ta muốn chỉnh sửa thì ở đây nó sẽ có cái phần phong cách này. Phong cách ta nhấn vào. Ta thích màu gì ta chọn màu. Ví dụ như phần phong cách nó sẽ có văn bản này, nét này, nền này và bóng này. Ví dụ như là văn bản là chính là cái chữ, cái màu của chữ. Đây ví dụ ta thích màu đỏ đi, ta nhấn màu đỏ. Đó, cái chữ nó được chuyển sang màu đỏ. Còn cái phần nét là cái viền xung quanh của chữ, thì ta nhấn vào nét chẳng hạn. Ta thích cái viền xung quanh nó là màu gì thì ta chọn. Ví dụ như mình sẽ chọn cái màu hơi vàng vàng như này. Đó, nhìn chữ nó rất là nổi. Và tiếp theo, nền. Các bạn thích có cái bóng nền ở bên dưới thì ta chọn nhá. Còn cái này mình không chọn, đây mình chọn thì trông nó sẽ như này. Đó, nó có cái bóng bên dưới. Cái này mình không thích thì bây giờ mình bỏ đi. Bây giờ ta sẽ cho nó có một cái bóng chữ, một cái bóng chữ nó in ở bên dưới. Ta nhấn vào chỗ bóng này. Thì cái phần bóng này ta nên chọn cái màu đen. Đó, nó có cái bóng đen bên dưới này. Thì nhìn chữ nó rất là nổi. Đây, nó có cái mờ đục này. Đó, và ta kéo lên. Đây.
Đây là cái độ nó bóng nó đổ xa hay gần ở đây. Còn đây là nó theo cái hướng này, chúng ta thích cái hướng nào ta điều chỉnh ở đây. Đó, ví dụ như này. Đó, nó có thể điều chỉnh chữ ở đây. Đó, bây giờ ta có thể phóng lớn lên, ta đặt vào đây. Nếu như chúng ta thích cái mẫu chữ khác thì ta có thể nhấn vào phông chữ này nha. Phông chữ này thì ở đây nó có rất nhiều phông chữ. Đó, ta có thể lựa chọn. Rồi ví dụ bây giờ mình sẽ viết chữ hướng dẫn này. Rồi tiếp theo, xong, ta nhấn dấu tích V. Tiếp theo ta lại viết chữ tiếp. Là ta phóng lớn lên một chút nữa. Hoặc là ta đặt, ta căn chỉnh ở đây. Đó. Rồi bây giờ ta nhấn vào văn bản ta viết tiếp. Hướng dẫn cách chỉnh sửa ảnh. Ví dụ mình viết cách chỉnh sửa ảnh đi. Sửa ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào đây. Ta căn cái chữ nhá. Căn cái chữ cách chỉnh sửa ảnh. Rồi ta cũng nhấn dấu tích V. Và ta có thể chọn luôn cái mẫu nó có sẵn ở đây này. Đây. Thấy cái mẫu nào đẹp ta chọn luôn cũng được, không cần phải chỉnh sửa nhiều. Đó, cách chỉnh sửa ảnh nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Đây. Đó, ví dụ như này. Ta có thể phóng lớn lên. Cách chỉnh sửa ảnh. Rồi. Dấu tích V. Ta có thể điều chỉnh như lúc nãy. Đó. Và ta nhấn vào tiếp, ta viết tiếp cũng được. Ví dụ như là ta viết bằng ứng dụng CapCut đi. Bằng ứng dụng CapCut đó thì chúng ta nên căn chỉnh làm sao cho nó chuẩn. Bằng ứng dụng có thể ta viết chữ bằng ứng dụng thôi, bố trí chữ, sắp xếp chữ làm sao cho nó chuẩn một chút, nó đừng bị dài quá đó. Và đây ta thấy cái mẫu nào đẹp ta chọn, ví dụ như cái chữ này đẹp rồi. Ta thích cái mẫu này nhưng mà cái màu ta không thích chẳng hạn. Ta có thể nhấn vào đây phong cách ta chọn màu khác. Đấy, cái màu khác ta có thể chọn luôn. Và cái nét chữ ta thích cái nét nào ta chọn. Đó, ta có thể lựa chọn ở đây. Bằng ứng dụng. Xong, ví dụ như này. Rồi ta có thể viết tiếp. À, bây giờ ta viết chữ cắt cắt cho nó lớn đi. Để cho nó nổi. Đặt vào đây đó. Đó, ví dụ như này, không như vậy là xong. Ví dụ như ta có thể thêm các cái biểu tượng vào. Bây giờ mình có một cái logo của ứng dụng CapCut, ta có thể ghép vào đây thì cái hình ảnh này ta có thể để lại cũng được, không thích thì ta bỏ đi, ta có thể bỏ để lại hoặc ta bỏ đi cũng được nhé. Ví dụ bây giờ mình đặt đặt tạm sang bên này. Nhấn vào thêm hình ảnh này, thêm hình ảnh. Và ở đây mình có một cái ứng dụng CapCut tắt tách nền sẵn nha, ta nhấn thêm này. Đó, rồi ta nhấn vào đây, ta đặt vào đây. Ví dụ như này. Còn cái này ta có thích đặt đây thì ta đặt, còn không thích thì ta bỏ đi. Ví dụ như ta làm về cái chủ đề gì đó thì ta có thể ghép như vậy. Đó, cái logo CapCut ta có thể đặt lên đây. Đặt lên đây, đó. Cái hình này ta có thể đặt ở đâu cũng được, không thì ta có thể bỏ đi. Hoặc là ta có thể thêm cái logo của chúng ta lên cái ảnh này cũng được nhé. Đây ta cũng nhấn vào thêm hình ảnh này. Ví dụ mình có một cái logo giống như này, ta nhấn thêm này. Đó, rồi ta đặt vào đây. Ta đặt vào đây. Ví dụ ta đặt đặt trên này. Còn cái CapCut ta bỏ xuống dưới chẳng hạn. Ta bỏ xuống dưới. Cái logo của chúng ta ta đặt lên đây. Đó, còn cái hình ảnh này chúng ta có thể thay bằng hình ảnh của chúng ta. Thay bằng hình ảnh của chúng ta đều được nhé. Đó, ví dụ bây giờ mình không thích cái ảnh này, ta thích cái ảnh khác cơ. Ta nhấn ta xóa đi, bây giờ ta thêm cái ảnh khác vào. Thì ta nhấn vào thêm hình ảnh này. Thêm hình ảnh và bây giờ ta chọn một cái bức ảnh. Một bức ảnh của chúng ta cũng được. Đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn bức ảnh này đi. Ta chọn bức ảnh này. Rồi bây giờ ta nhấn thêm. Tiếp theo ta có thể xóa nền luôn. Ta xóa nền trực tiếp cái bức ảnh này đi. Đây ta nhấn vào xóa nền này. Đây ta nhấn vào chỗ AI tự động. Rồi ta nhấn vào dấu tích V là nó sẽ xóa nền. Rồi bây giờ ta sẽ đặt vào một cái vị trí nào đó. Ta cứ sắp xếp làm sao nhìn cho nó chuẩn chỉnh. Đó, ví dụ như này. Đó, đây là mình ví dụ thôi. Còn chúng ta làm thì chúng ta phải sắp xếp
nhìn cho nó chuẩn. Đây, ví dụ cái logo cấp cắt mình đặt xuống đây chẳng hạn, nhìn nó cũng khá là hợp lý. Rồi, như vậy là xong, ta có thể điều chỉnh chỉnh sửa ghép các cái hình trang trí vào đây cũng rất là đẹp. Ví dụ như cái ảnh này ta có thể điều chỉnh cho nó sáng lên chẳng hạn. Đây, tùy chỉnh này. Đây, độ sáng này ta có thể điều chỉnh được nhá, phơi sáng này, độ sáng này, tương phản này, ta có thể điều chỉnh được hết. Đó, nếu như ở Kinemaster thì ta có nút chụp ảnh là nó chụp luôn cái khung này. Thế còn cái phần chỉnh sửa ảnh cắp cắt mới bây giờ, ta chỉ việc nhấn vào chỗ xuất này là nó sẽ xuất ra một cái bức ảnh nhá, nó không phải xuất video giống như là Kinemaster. Bây giờ ta nhấn xuất là nó sẽ có một cái bức ảnh như này luôn. Đây, ví dụ xuất này. Đó, rất là nhanh, đã xong này. Ta có thể quay về bộ sưu tập, ta xem luôn cái bức ảnh của chúng ta. Đây là phần đây, cái bức ảnh chúng ta vừa lưu đây. Đó, và nó chỉnh sửa ảnh cực kỳ là đẹp. Đây, các cái chi tiết này nó sắc nét cực kỳ luôn. Đó, ví dụ như ta muốn làm ảnh đại diện hay là chúng ta ghép ảnh với nhau cũng được. Ví dụ như ta muốn ghép người này với người khác đều được hết. Đó, ta chỉ việc tách nền ra và chúng ta ghép là xong. Rất là hay. Đó, thì các bạn chỉ cần tải cái ứng dụng CapCut này về là chúng ta có thể làm được nha. Đó, và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn thành công.